đánh gà. Được rồi. Tốt Hậu, hay Hậu, tốt con. Hay quá. Bạn đã lấy lại bóng, kiểm soát được bóng và đang triển khai tấn công. Rồi, FC Đam Mê đang tấn công bên trái nè. Cái đó lợi tiếng giữa nha. Chạy anh Thái, chạy anh Thái. Đua luôn anh Thái ơi. Hay quá. Tấn luôn. Trời ơi, cho bóng về mà không vô luôn trời. Bạn hưởng đến một quả bóng, phát bóng lên. Chạy anh Thái, chạy biên anh Thái, cho nó đá Thái. Dạ hẩm hỏi bên công ty được không Hoàng? Quan trọng bên anh có lấy chứ, hàng này bệnh y chang nhau à, nói chung giá thì không. Ông vậy, em phải làm hợp đồng. Em phải làm hợp đồng. Hợp đồng ai? Ừ. Trời ơi, cái bóng nhưng mà không vô trời. Đó rồi. Hợp đồng sao vậy anh? Kiểu như là lên phòng kinh doanh á làm hợp đồng. Hay quá thủ môn ơi. Đừng có la nữa, anh em đã nhắc thôi. Đừng la quá. Cũng anh đi hai trái rồi la, còn đi cũng trái rồi hả? Dạ, coi thường dạ quá mấy này. Cái gì nào hậu vệ nó coi thường dạ. Rút qua đi anh, rút qua. Nó bạn à, hưởng quả góc. Anh là MC mà. Anh là MC mình la đi, anh la đi. Anh MC. Hay quá, Thành đua luôn Thành ơi, mình Thành đó Thành ơi. Văn Thanh truyền cho Văn Hậu. Văn Hậu đã không theo được đường truyền của Văn Thanh rồi. FC Đam Mê được hưởng quả phạt góc. Văn Hậu sẽ làm gì với quả phạt góc này đây? Anh Phúc. Cái gì đây? Có gì ở đây? Quấy bụng anh không? Ngồi xuống anh, ngồi xuống. Đây anh.